Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc. Một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch cả năm, thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay. Đó là những đánh giá tại cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh với các thành viên diễn ra trong sáng nay. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng tỉnh Hưng Yên vẫn thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo môi trường an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức và có nhiều điểm sáng. Tăng trưởng kinh tế và các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ đạt mức cao so với kế hoạch. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,6%, trong khi chỉ tiêu năm 2022 là tăng 7%. Thu ngân sách đạt cao nhất từ trước tới nay, ước đạt trên 25.000 tỷ đồng, vượt gần 30% dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa ước đạt trên 23.000 tỷ đồng. Các chỉ số cải cách hành chính có sự cải thiện vượt bậc. Trong đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng tới 14 bậc, sớm đạt mục tiêu đến năm 2025 vào top 40 cả nước. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI tăng 39 bậc, xếp thứ 5 toàn quốc. Chỉ số cải cách hành chính PA Index tăng 10 bậc, xếp thứ 12 toàn quốc. Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT xếp thứ 3 toàn quốc. Thu hút thêm 36 dự án trong và ngoài nước, có thêm 20 dự án đi vào hoạt động, thành lập mới gần 700 doanh nghiệp, thêm 2 dự án hạ tầng, khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, thành lập được 9 cụm công nghiệp. Cơ bản hoàn thành, lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các dự án giao thông trọng điểm tiếp tục được tích cực triển khai. Khách du lịch đến Hưng Yên tăng 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Tai nạn giao thông giảm 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn cho rằng, sau đại dịch, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Hưng Yên 6 tháng đầu năm có sự bứt phá mạnh mẽ, nhưng thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều dư địa cho phát triển, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ. Với chiều hướng như hiện nay, đến cuối năm, tỉnh Hưng Yên có thể đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số, sau đó cần phải tận dụng thời cơ, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Phải quyết tâm thôi, quyết tâm bằng cách nào? Thì các đồng chí đã thấy là hướng đi của chúng ta hiện nay đang đi rồi đấy, đang tập trung thu hút các cái khu công nghiệp để mời các doanh nghiệp lớn về trên thế giới về Hưng Yên, thì lúc đó nó tăng đẩy cái nguồn thu lên. Vì mình không lợi thế mà, không phải là cửa khẩu, không phải là có tài nguyên khoáng sản, mà chỉ từ đất đi lên thôi. Mà từ đất đi lên thì ra chuyển đổi, chuyển mục đích sang sản xuất công nghiệp. Và đô thị thì phần nào thôi. Đô thị phát triển thì nâng cao đời sống của nhân dân, chứ không phải là nơi tạo ra của cải vật chất. Thế còn phát triển sản xuất công nghiệp mới là cái đích mà chúng ta tạo ra của cải vật chất. Cho rằng tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn còn chậm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cũng chính là đòn bẩy mạnh mẽ tạo động lực cho kinh tế, xã hội phát triển. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành hữu quan rà soát, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện một số số liệu, chỉ tiêu, nội dung trong báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm để trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng xem xét cho ý kiến về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục y tế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên.